Xin chào bà con và các bạn. Đây là gói hạt giống hẹ xanh. Gói hẹ xanh cao sản gói này là gói 10 g. Cái hẹ này thì ăn nó rất là tốt. Nó có thể chống chữa được nhiều bệnh, kháng nhiều bệnh. Và nó sinh trưởng rất là khỏe. Thời gian thu hoạch là 55 đến 60 ngày sau khi trồng. Thời vụ này thì trồng quanh năm các bạn. Hẹ này là thì dùng để làm gia vị trong trong các món ăn. Đặc biệt nó rất tốt cho sức khỏe. Chống cảm cúm, chống nhiều bệnh trong hẹ này nó có rất nhiều vitamin và khoáng chất. Các bác có thể trồng tại nhà, trồng thùng xốp, trồng ngoài vườn. Và khi trồng lên rồi thì nó lên liên tục, có thể thu hoạch liên tục. Một gói 10 g này là giá là 19.000 các bạn. 19.000 một gói. Ship hàng trên toàn quốc, shop bán nhiều loại hạt giống khác nhau này. Bác nào mua thì gọi 086 515 3185. Và các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh và ấn nút chuông nhé. Cái hẹ này thì mình cần ủ, mình cần ngâm nước ấm khoảng 1 tiếng, hai sôi ba lạnh. Sau đó mình ủ vào giấy ăn khoảng vài ngày. Ủ bằng khăn ẩm hoặc giấy ăn ẩm. Sau đó thì thấy nó nứt mầm thì các bác đưa ra thùng xốp hoặc đưa ra vườn để gieo. Và khoảng 60 ngày thì các bác đã có thể thu hoạch cái hẹ này để sử dụng. Giá là 19.000 một gói các bác nhé. Và bác là mua hàng thì gọi 086 515 3185.